Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây. Tiểu tử đường phố đây đúng rồi nha. Xin chào anh em game kho báu điện thoại nha, mình đây, tiểu tử đường phố đây. Bạn nào ok quay trở lại video này, chứ vài video cho anh em xem video để like, share cho nó phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay, chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt hốt quà vui chơi sự kiện mới của game kho báu điện thoại anh em nhé. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi cập nhật con đem mới nhất của game kho báu điện thoại bản Anh cũng như bản Việt anh em. Hôm nay tình hình thì bên bản Anh bản Việt đều có cốt anh em. Đó, anh em nhập chưa, leo chưa chúng tôi đi nhập ạ. Đầu tiên chúng tôi đang bản Việt anh em, đang ở arc S level 27 anh em. Còn arc có Kaido bách thú bữa tôi mở được đây anh em này. Buồn buồn không biết làm gì thì lại qua lưng Kaido lên chơi anh em, lên quẩy sự kiện thôi. Tiện hốt luôn quà, hôm nay có quà anh em này. Quà Loen tôi vừa sâu anh em thấy rồi. Đây quà giáng sinh các bạn khá là ngon. Tiện hết quà nào. Vô cả hai kim cương ngon đấy các bạn. Bên bản Việt chúng ta thì hiện tại đang có một con em mới anh em nhá. Đây này. Ok đây anh em, đây con đem mới bên bản Việt anh em. 19CA343585D86 anh em. Với code này thì các bạn sẽ nhận được 500 kim cương. Ui, bao nhiêu đấy, 500 kim cương luôn à. 2k200 vàng anh em. Một xương đá cấp 4 và 10 mạnh cháu ao Kikuran. Khá là ngon ạ, 5k kim cương. Để xem với 5k kim cương thì ở thời điểm hiện tại con game này thì nếu mà tiêu phí 5k kim cương thì được gì không. Ui, phải 8k các bạn, chứ 5k thì không có giá trị mấy anh em. Con game này 5k nhưng không có giá trị mấy các bạn. Xem nào. Không có phiếu quay à. Ok, ghé cho túi đồ là anh em. Mở đá nào. Lại làm viên đá cấp 5. Một viên cấp 4. Thịt thà cá mú thì một đống anh em. Bữa giờ tôi ăn này tôi lười cày các bạn. Ông là dân con này lười cày anh em. Chứ con này mà chăm chăm tí là cũng hơi bị da gì và lại lọ lắm đấy anh em. Đây bố già dâu trắng này. Đến giờ bố già dâu trắng còn đang ở đây này anh em biết rồi. Này quá luôn mà. Này quét, nó cứ quét x1 các bạn mà lạp tiền vào để sót. Muốn chơi hàng ngon nhưng mà không muốn bỏ tiền là vậy đấy. Tham Nam. Tham Nam anh em. Để mày úp bố già lên tí nào. Tiến bậc. Trời lên luôn. Ok đá nào, khảm đá anh em. Khảm đá vô. Nào có đá gì để khám đây không? Không có anh em. Ây chà, 6k kim cương vẫn chưa đủ các bạn, 8k mới đủ chơi các bạn. Cay nhờ. Đấy, tiêu thực lượng này, được cái bên này bên bản Việt chúng ta có cái quả tiêu thực thì ngon nhá. Anh em chăm chỉ cày vẫn ngon. Ôi, đi làm vài trận giao hữu anh em. 1 2 3 4 5 Thuyền không có nào à? Rồi, 76k các bạn. 70k, oanh luôn. Mình có Kaido mà sợ gì anh em. Nhưng chỉ bố già. Bố già là gì anh em, thế bảo Kaido cân được team luôn mà. Kaido tôi gánh team ngay các bạn. Đùa với tôi thôi anh em. Ôi, ôi, đấy chưa, đấy chưa. Đùa ngay các kiểu anh em, đùa với Kaido à. Sinh vật mạnh nhất thế giới mà cứ đùa anh em. Bớt giỡn với sinh vật đây. Mình rồi. Điểm đùa anh em, rồi. Ok bạn, giờ chúng ta sẽ quay qua bên bản Anh các bạn nhá. Bản Việt thế thôi, chúng ta qua bản Anh chơi nào các bạn. Ok đây anh em, ghé qua bản Anh nào anh em. Đó, lại qua bản Anh các bạn. Đây, sự kiện đăng nhập thì khá là ngon. Bạn nào không đăng nhập ở thời điểm hiện tại thì đúng thật là khá là lãng phí. Như tôi là một điển hình ví dụ của bạn. Mấy ngày bữa nay tôi quên không đăng nhập các bạn. Nhưng mà thôi, biết sao giờ. Cái này là những mấy anh em online chăm chỉ là chính các bạn. Đây, nhìn cái quả online đủ này anh em này. Nhìn cái quả ăn full này anh em này. Nhìn thôi mà đã hấp dẫn rồi các bạn. Dừng gì đây. Đồ này ngon thế. Thư này anh em xem nào, bên này có thư Giáng sinh gì không. Không à. Ổn thế, bên này không tặng quà Giáng sinh gì hết anh em. Bên này cũng có một cốt mới anh em. Mấy cốt ở tuần trước thì tôi cập nhật rồi nên tôi sẽ không cập nhật lại anh em nhé. Đây cốt mới đây anh em. E276D48 EB55B5 anh em. Đó, 3 thịt 10 xanh. Đó là xương xương về cốt quà chúng ta lần này. Ôi, giờ đi ghé qua đây rồi anh em, đi chơi nào. Ok, làm hết nhiệm vụ nào các bạn. Không ghé thì thôi, ghé là phải chơi các bạn. Đấy. Xong lại cầm cu lù đi chơi anh em.
Nào. Từ từ anh em. Đến tầng 1067 rồi. Sao lại không qua được tầng này ta? Vứt cháu này ra anh em, cho cháu này vào. Chiến coi, xem lý do vì sao không qua được các bạn. À quên. Phải mang Dragon đấy chứ. Tôi bị quên rồi anh em, chẳng cầm Dragon theo ạ. Mình cũng là cũng đến chịu mình các bạn. Ôi giời ơi, từ từ anh em, ta. Làm lại các bạn. Vứt kata, vứt cho này ra. Rồi, cho này theo. Đây, anh em. Đó, đi thử team này trước. Đó, không cầm Monkey Dragon theo thì làm sao mà bút máu được anh em. Đấy, ồ, ăn được kìa. Ok, ăn được mà anh em. Phải không? Ăn được chứ, ui, ăn được mà. Chứng tỏ người lại vượt ạ. Để đây, hôm nay tôi vượt xem là lên tầng bao nhiêu. Ai chào đi neo đậu thần anh em. Cầm cô lù đi neo đậu, đúng bài. Anh em đang ở tầng bao nhiêu rồi? Vẫy tay chào nhau cái này, tôi đang ở 1068 đây các bạn. Tôi đang ở 1068 đây anh em. Úi trời, cô lù đấm, tuyệt vời. Hay là tôi mới úp cô lù lên nhỉ? Cũng có khi tôi mới úp cô lù nên giờ cháu nó mới mạnh như vậy anh em. Chứ bữa đánh như không được, tôi nhớ đợt hôm tôi mới cầm ảng là đánh cũng không được các bạn. Tôi không đánh, hay là mấy hôm nay chăm sóc thì nó lên được chiến, giờ đánh lại ngon này anh em. Đấy, lượm lúa ngay này. Ngon lại lượm lúa ngay các bạn gì đâu. Đấy, đúng kiểu ối dỡ ôi luôn các bạn. Đây, nù nào, đấm nào. Còn nhìn nù đấm đá ghê. Rồi. Thêm quả đờ ra gần đi theo búc máu anh em. Ok. Vừa khen xong ạ. Rồi ôi, ối dỡ ôi luôn rồi các bạn, ối dỡ ôi luôn rồi. Cố lên nào. Cố lên nào team ơi. Cố lên nào nụ ơi. Biến hình đi. Chuyển sang xe gần đi, hai lần rồi. Chuẩn bị biến hình đi anh em. Cháu lâu công ty hai lần mới biến hình thì phải, theo tôi nhớ là vậy. Tiếp tục anh em. Uầy, hôm nay neo đậu với ngon nhá. Tuyệt vời, úi trời, hồi máu tuyệt vời anh em. Không ăn, không lấy tiền các bạn. Trận này không ăn, không lấy tiền. Qua màn. Úi giời ơi. Không lượm lúa, không lấy tiền anh em. Biến hình nào, shotgun. Ồ kìa. Chưa kịp biến hình luôn các bạn. Chưa kịp chuyển sang dạng game ấy đi. Đây gọi là Sakaman đúng không? Biến hình Sakaman các bạn. Chưa kịp luôn. Ui. Đánh ra vượt dế chứ. Chúng tỏ bác chủ thất bữa trước nửa. Cái này do chủ thất nửa anh em. Ui. Ngon lành luôn ạ. À. Ui, bữa giờ tôi không để anh em đã thêm này vượt luôn, xem đây nó tầng bao nhiêu. Không nút bỏ qua nhỉ, không nút bỏ qua sướng các bạn. Đánh nhanh nhanh. Để một nút bỏ qua ghê ạ. Cái quả game này có quả thu hồi tài nguyên đây là đúng bài anh em. Định của nó luôn các bạn, good job luôn rồi không. Đấy, chơi dần rồi cũng có ngày nổ tôi lên E5 các bạn. À lên 5 sao anh em. Đại lên tiếp. Nhưng cháu nó lên 5 sao thì thôi khỏi bạn các bạn. Riêng nổ mới lên được 5 sao thì thôi lúc đấy. Mọi chuyện nó đi theo hướng khác rồi anh em. Quý nào Công ty nào Công ty nào đã ra gần. Rồi. Lùn chưa kịp biến hình qua Sakaman luôn các bạn. Biết rồi. Wow, vượt map dễ đấy nhờ. Để tí phải ngồi vượt mới được anh em. Chỗ này tí phải ngồi vượt dài, vượt hết thì thôi anh em. Tới tầm luôn ạ. Vẫn căn như bình thường này, có gì đâu. Đấy, vẫn cứ lượm lúa bình thường thôi anh em. Trên ngô cơ nào. Úi. Trời ơi. Neo ngọt luôn đó các bạn. 75 này. Cái bên này thì pull nó bao nhiêu nhỉ? Cái pull tháp đồ thần bên này là neo bao nhiêu anh em đi pull được comment phát còn nào. Tham khảo cái chơi. Để tôi leo lên đỉnh luôn các bạn. Trời, nổ biến hình đi nào. Xem nổ biến hình phát đấm cho sướng các bạn. Nổ biến hình thì thôi anh em khỏi nói. Còn lâu mới hạ được. Xem đây khó thấy nổ biến hình quá nhờ. Bên này từ từ anh em. À từ từ boss này đánh nhờ ta. Này tiện đây xem nào. Ra nguyên tem như này đúng không? Trong team bạn xong bắt đầu bắt thuyền vào.
Ok, đánh thử coi. Chắc thua chứ được chiến mình thấp hơn mà. Chả nói trước rồi anh em. Tới nào. Tới nào, đấm đi, đúng rồi. Úi giời, bên đội bạn chưa gì, bên mình đã bay màu này thôi anh em, còn gì nói. Úi giời, si xa đâu rồi, đi nào. Đúng rồi, đánh đi. Hero, úi giời, thua rồi. Dễ gì mà ăn được các bạn. Game này là cái chơi nuôi tướng nhiều nhỉ, bắt nuôi tướng nhiều ghê luôn á. Ok, tí tôi neo đậu sau anh em, giờ chúng ta sẽ cùng nhau ra chiến top nào. Ô, nó ra bác 600 lên thế này. Bật no ra anh em. Cho bác Sengoku vào. Đấy, bật đi team này thấy ngon này. Cho xem được nổ biến hình không thôi anh em. Tôi đang muốn xem nổ biến hình. Xem cô lùn nhận ta biến hình anh em. Biết kịp không trời. Tôi nghĩ chắc không kịp rồi anh em. Cố lên nào nổ ơi. Đánh team nào. Ừ. Nổ nhà bạn biến hình các bạn. Không phải nổ nhà mình các bạn. Buồn thế nhờ. Đánh cuối là nù nhà bạn biến hình nhưng mà nù nhà mình anh em. Ôi nóng hớt đấy giờ tự nù nhà mình chứ. Đã đáp án này thôi khỏi. Ok chiến tiếp lại bỏ Sengoku ra anh em. Cho Katakuri vào xem sao. Đấy. Lại đáo vị trí các bạn. Lại thay vị trí này bỏ vị trí kia. Kata đâu rồi. Tung kim đi nào. Đấy đúng rồi. Quất lại. Ô kìa. Ô kìa. Sao vậy. Ok kìa, không kịp biến hình luôn các bạn. Ơn anh quanh dạo chơi thôi anh em. Clip kết thúc lại đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo. Cảm ơn anh em đã theo video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở tiếp theo. Bye bye.